Ê cô chú ơi, cô chú muốn coi chay với lại A Trì hội ngộ phải không? Đây. Oh, finally. A Trì's home. Hey. Hi. I got the target today. Yeah, you miss me? I got the target. Oh, JD, that's so high. How are you? I got the target. You went to Target? Yeah. What did you buy? You got green. Huh? You got green. Yeah. Wow. You missed Audrey, JD? Yeah. I got the big horse. Audrey, you missed JD? Yeah. Oh, give a hug. Oh, that's so cute. Hey, I play bubbles. Oh, bubbles. How are you? Good, how about you? Very good, thank you. How was Florida? It was great. Hey! Yeah. Hey! I'm gonna see my daddy. Oh, you gotta see your daddy? Yeah. How he's doing? Yeah. Well, it's summertime again, huh? Yes, I know. Yeah. About time. Yeah. Uh-huh. Aww. Audrey, come on, this is not your house. Audrey, đi ra đi, nhà này không phải nhà của Audrey, đi ra đi. Got it. Whoa, wow, you jump. Let me see. Whoa, good job. Can you move, Audrey? No, you jump over here. Đúng rồi. Nó kêu, tự nhiên lại I nó nói, lại nó nói đi Audrey, mày Audrey có thể đi ra chỗ khác không? Tự nhiên ta đang nhảy kêu ta đi ra chỗ khác. Aww. She got so big. Look at daddy. Hey, daddy riding a bike. Look, he got all those bubbles. Whoa. Whoa, there's so many bubbles. I see my daddy today. Oh, yeah. Oh. You saw your daddy today? Awesome. Oh, trời ơi, Jay nó nhớ bạn nó ôm nhỏ hoài vậy, thương không? Oh, really? Trời ơi, thương không? Tình cảm lắm á cô chú ơi, tình cảm dữ lắm. Yeah, tình cảm dữ lắm á cô chú. Tình cảm của nó là dạt dào luôn á. Ai mà cho nó cái gì là nó nhớ à. Cái thương lắm, mà nãy bà kia đi ngang qua gặp nó, cái ủi lâu quá tao không gặp mày. Cái nó lấy tay nó chào bà, cái nó ngọc bồng nó vô xe, cái nó nói vậy nè, mẹ nhớ ba cái bà đó đó. Hồi đó là bà cho con kẹo không, với bà cho con cái nón nữa. Mà mới nhớ hay không? Mà lúc đó bà cho nó chắc khở hả? 4-5 tháng trước rồi đó mà giờ nó nhớ. Bởi vì ai làm gì cho nó là nó nhớ à. Miễn nó gặp người đó rồi là nhớ à. Tình cảm. Một cái gì nó cũng nhớ hết á. Rồi nó nhớ mẹ bữa mày bị rách quần rồi mẹ. Mày nhớ bữa mày bị con cua kẹp không? Bằng cua kẹp Ngọc lúc nó mới có 2 tuổi thôi đó. Look. That's your break. À. Ồ, vui không? Rồi anh nó cuối cùng chơi nhau cô chú sau bao nhiêu tháng ngày. Sau bao nhiêu tháng ngày cô chú rồi chờ mà muốn gặp A Trì với Jay đó, được rồi đó. Mấy tháng trời. A Trì nhìn cũng lớn hơn rồi đó chứ. She got big. Oh wow, got a tattoo. Let me see. Trời ơi, nó xăm mình luôn rồi. Trời ơi, đẹp đẹp. Beautiful. Còn, Audrey, you remember? Xin chào. Xin chào. Cô chú. Cô chú. Yeah. The thing is, she likes to learn. Yeah. Whatever I tell her to say, she say it. That's awesome. That's so cool. Mẹ nó rất là thích khi mà Ngọc dạy cho nó tiếng Việt á. Hey, you back? Yeah, I'm back. Trời. Yeah, trời ơi, thương không? Nó nói hả? Trời ơi, cô về rồi, chay về rồi. Trời ơi, you back? Yeah, I'm back. JD, where you go? Vô nhà ta lấy đồ chơi đó. I got your big horse. Chay nè, I just say, cô chú. Cô chú. Khỏe không? Cô khỏe không? Gì chay? Thôi con ra đây con chơi đi, mẹ mệt con quá. Audrey's playing another game.
Đi đâu rồi? Tự nhiên vô nhà ta chi đây? Oh, oh, okay, let me do it for you. Can you have what? Have more? Can you have what? A pig. Thôi ăn cái đây thì vọt quá. Sit down and eat with Audrey. Mommy, I can't put it somewhere. No, you just hold it on your hand. No, I don't want to. What you want? Let me hold it for you. And then whenever you need it, just come to mommy, okay? Chừng nào ăn là đưa lại cho mẹ. Rồi có Audrey ngồi ăn kem rồi. Nè, rồi con ăn không? Để mẹ đưa cho con. Okay. So why did you ask for it? You don't want it? Wait, later. Audrey, ăn kìa. Is it good, Audrey? Yeah. Yeah. I sit down on the tree. Huh? You sit down what? I sit down. On the grass. On the grass. Đúng rồi. Con ngồi trên cỏ. Nó nói con ngồi trên cỏ. Nãy nó chạy lại ngập nó này. Nãy con đi gặp ba con á. So she was with her dad the whole week or what? Oh no, just oh. Last night. Oh. Yeah, be careful. Don't biff it again. Wow. Trời ơi, chay à, té con. Không, cắn miếng nè, cắn miếng nè. Wow, I already got me. Ờ, cắn miếng rồi hả? Nó cắn miếng rồi nè. Thôi được đời, không ai ở đây đi cắn miếng. Mmm, it's so yum. I don't want ice cream, Mom. Why did you ask for it? Look at Audrey, JD. Look at Audrey. Mm. Just fell off. Nó mẹ mẹ quần Audrey bị tuột. Pen is falling off. Giờ mấy người này nói chuyện khó đỡ lắm cô chú nha. Ông kia đi ngang á. Give it to your mom. I can hold on to it. Yeah. Nó đang ngồi ông kia đi ngang qua. Nó mẹ chú nó không có tóc. Rồi được đời không? Hay là nó thấy ai tóc vàng tóc đỏ rồi kia. Nó nói đi nè. Trời nắm tay nữa. Trời nắm tay. No, we'll stay out here. Yeah, we go inside for what? Audrey, outside. Come on, it's so nice outside. Mm-hmm. Đồ đi vô nhà Audrey. Vô không chị cháu. Audrey nói gì con? Look, mommy. Can you play inside? Play inside, mom, because I want to play. Mommy, look, I got the tattoo. Yeah, I know. We put it on together, silly. Look, I got a tattoo. Rồi cũng hết rồi. We'll buy it tomorrow, okay? Audrey nó có hình xăm á. Cái nó nói con thằng chay nó nói cho con có hình xăm được không? Cô chú còn nhớ cái cây này nó đứng nó thổi không? Thổi đi chú nhổng đít xuống. Hồi đó mẹ chỉ nhổng đít xuống thổi sao? Để hai tay xuống. Để hai tay xuống đất. Chống hai tay xuống đất. Đúng rồi. Không, quay mặt lại. Đưa cái đít vô cái đó là thổi. Đưa lại, quay mặt lại rồi, thổi đi, quay mặt lại. Đó, gió thổi đó con. Gió thổi là làm cái đó nó vậy đó.
Because of the wing. That's magic wing. Oh, magic, magic. Nó nói này là thật là kỳ diệu. Gió thổi thì tự nhiên trong trống nó thổi theo luôn, kỳ diệu dễ sợ. Oh my god, it's melting. You have a garbage here? Whoa. No, no, no. When we get onto the boat. Here. Hey, no. Audrey, go this way. Come here. Okay. We are on the boat now. Away, okay? I'll be right back. Yeah. One, two, three, jump. Guys, can I take my shoes off? Okay, check your shoes off. Nó hỏi con có thể nào bỏ giày con ra được không? Bỏ đây. Boo! Scare you. Giày nó nói nhát bạn này à. Cái cô hàng xóm đó cô ra cô thấy anh chị và chị gặp nhau đứng cười, đứng đây dễ thương quá. À, Trì nó có lạnh không vậy trời? Sợ rất ơi, bây giờ người đi ra ngoài đây là lạnh đó nha. Mặc có cái áo mỏng dánh nè. Lạnh đó nha. Chị mặc cái áo còn vậy vậy chút chứ Trì mặc áo này là lạnh nè. Mà sao mẹ nó không lấy cho nó cái áo khác trời. Chị ơi, con có lạnh không chị? Chị thì are you cold? Audrey, are you cold? Hay ghê. The wheel on the bus. Trời ơi trời, nó dặn, chứ dặn gãy cần thôi không ai ơi. Ai ơi, gãy cần xe tôi. Hai ca sĩ hát hay ghê. Mom, not yet. Rồi sao nữa? Chưa xong còn gì nữa? We can sit. Rồi ngồi đó. Sit right here. Rồi sao nữa? Sit right here. Rồi ngồi đó. Audrey, are you cold? Chị nãy nói mình thấy cái này nè, lại đây chị mình chỉ cho. Gì vậy? Ồ, ở dưới là cái chai, cái lon bia á con, cái lon bia rớt dưới, ai uống bia dục xuống dưới trời. Cái đó là cái, it's a motor, so the boat can run. Hỏi cái cục bự đó là cục gì Ngọc nói, cái đó là cái máy để cho chạy cái thuyền chạy. Hả? It's a steering wheel, so you can turn left and right, left and right. On the floor. Nó hỏi con cú mèo đâu rồi. Chạy bữa nay là vui quá, vui chạy chạy lên ôm bạn hai ba lần luôn á trời. Tình cảm lắm cô chú ơi. Trời ơi đứa con cục vàng này của cô chú là hả, không làm cô chú thất vọng đâu, cực kỳ tình cảm. Nó biết ai nó ấy ai một lần là nó ghi nhớ mãi mãi trong lòng nó. Hay thiệt cái chứ, nhiều lúc mà nó suy, nó nhớ tới mà Ngọc hết hồn luôn á. Cái cô đó, cô cho nó cái cây kẹo thôi mà cô cho cả 4-5 tháng nay rồi mà giờ hả? Bà chào nó một cái là nó nhớ, nó nói mẹ, mày nhớ cô đó bữa trước cô cho con cây kẹo với lại cái đồ gì không? Nó trời ơi, sao con nhớ hay vậy chay? Nó nói tại vì là con good, nó nói tại vì nó giỏi đó, nó nhớ. Rồi nãy ở chợ trời, nhiều lúc nó nói mấy cái câu mà mình không thể nào mình ngờ được. Ngọc nó ước gì Ngọc cầm cái máy Ngọc quay lại cho mọi người coi á, những cái video clip cho quay gì chứ, nhưng mình nó biết mình quay á, cái nó không có nói gì vậy đó chứ. Còn mà tự ngoài tự nhiên nó còn trời ơi, mình muốn cắn nó, còn muốn cắn nó hơn cả ngàn lần nữa đó cô chú. Ồ, cảm ơn nha. Con nói đi, không có chi. Có chi chi. Đúng rồi. Let's go out too. Mom, I want to go out.
Nè đâu nữa? Mẹ Audrey đi về nhà làm việc mà. Mom, can you open the door? Okay, oh, can I tell her you didn't hear me? That's why you talking. Ủa, thì tại sao con mang giày của Audrey mà để con để Audrey mang giày con? Hai đứa bay rảnh quá, tao mệt hai đứa bay. Cởi giày ra. Giày của Audrey tự nhiên đem mang vô rồi cái tự nhiên Audrey lấy giày con mang. Con có thấy vô lý thường kiệt không? Cái chân Audrey bự hơn chân con mà sao mang giày của con vừa được? nó ba lia thiệt chứ, tự nhiên cái giày người ta lấy xỏ vô rồi cái nó bắt người ta băng nhẹ nó. Ý là giày Audrey chỉ cần lấy cái chân xỏ vô là nhanh liền á, nên là lấy xỏ vô cho nó lẹ đó, còn bắt Audrey bả con chúa tể làm biến này cho nó đơn giản. Chúa tể làm biến nó à, lúc mà Audrey mang vô nó còn ngồi nó chỉ Audrey là đầu tiên mày phải gỡ cái này ra. Chỉ đồ dữ lắm. Ừ, chân kia lộn chân đúng rồi. Rồi ok đi, rồi ok mang giày vô đây mày dẫn đi. Đúng rồi, trộn giỏi ghê cho cô chú. Giỏi ghê chăng giỏi ư chăng giỏi giỏi rồi đó. Chị còn chiếc nó mon vô, mon vô giỏi ư chăng giỏi rồi. Trời. Cười. Đây nè, đây mày dài lại, mày dài lại. Ok. Nó nói Audrey, Audrey tới giờ phải đi qua nhà bạn chơi rồi. Audrey thích chơi ở ngoài con. Hả? Audrey be careful nha. Trời ơi. Chị Audrey, don't spit under the water. Don't spit to the water, JD. JD, hẹn ông bắt trước nha, JD. Yeah, ready. Ôi trời ơi, cái bà Audrey ở ngăn bà chơi, bà nhổ nước miếng xuống nước kìa, JD. Stop, you guys, stop, don't do it. Ok. Trời, thấy chưa? Bởi vậy đó, thấy Audrey làm đó, trước làm theo. Ok, Audrey, stop. JD, mấy đứa này hư quá ta. You guys are bad. Oh, the fish gonna die. Con làm vậy là cá chết hết đó. If you guys spit to the water, all the fish is gonna die. Nếu mà con tụi con phun nước là bây giờ là cá sẽ chết hết đó. Con cũng muốn làm vậy không? Dạ không. Thì tại sao con lại làm như vậy? Không có được bắt trước bạn hay chưa? Con spider nữa. Ồ, đúng rồi, con spider đó. Ooh. Kỳ ghê á, một đứa la là hai ba đứa la, kỳ thiệt cái chứ. Ủa tại sao tao lại tao đập con này quá, con cây này nè. Ủa tại sao mẹ nói rồi mà con vẫn làm vậy chay? Thôi promise chưa, hứa chưa? Audrey làm kệ Audrey, nhưng mà không được bắt trước nghe chưa. Kỳ thiệt chứ. Rồi cái mấy con cá chết tội nghiệp mấy con cá không? Không có, ở dưới là đứt đó con, ở dưới là bùn á. Ở dưới nước thì mình có bùn. Đúng rồi, dưới nước thì có bùn lầy. Chuẩn bị mọc lên rong, mọc lên sen, mọc lên ấy rồi kia, chuẩn bị mọc lên kìa. 10 ngày nữa là mọc lên hết rồi. Con kêu pháo gì? Cái gì nữa? Ăn rồi tìm nhiều dữ rồi. Ok, đi. Ok, tìm được gì á? Chị hồi hộp rồi. À, con gì đó, tại vì cái thuyền này để ngoài nên là mấy con nó bu bu tới đó, chi đâu mà. Bình thường thôi. Ồ, cái đó cao á, con không phải là biết bích con mà nó là to. Cái ghế cao mà nó nói cái ghế này bự quá. Mẹ giúp con. Ok. Rồi. Rồi bây giờ đứa nào hát hay nhất, who gonna sing better?
Hỏi ai hát hay nhất, ai hát hay nhất là bắt đầu nó lên giọng nó liền, cái ghê không? Gì A Trì? Sắp A Trì. Này quay cho cô chú coi dài dài chút đi, cô chú thỏa lòng mong nhớ hai đứa này. What's that? Hả? What's that? That now. What's that? What's what? What's that? Hai Trì đang bị sổ mũi. Let me see. I found the shell. I found something. Audrey, stop speeding. Thì tự nhiên nó đang đứng đi lại cái chỗ nó đứng, dành nhau đứng chỗ đó, rảnh không? What's that? Hả? Yeah. What is what? I don't see the shell. You don't see the what? I don't see the shell. What shell? À, nó hình như nó không thấy con ốc á. There's no shell. No snail. But I didn't see a snail. Con có thấy gì không trai? Dạ không. Dạ không, đồ đàng hoàng không, thương không. Con có vui khi gặp Audrey không? What? JD, you happy to see Audrey? Audrey, you happy to see JD and me? Yeah. Yeah, I'm back. I'm back. JD is back to Michigan. Mom, can I go to the boat? Boat nào? To đâu? I'm going to Audrey's house. Ask her if she wanna go to her house. No, muốn qua nhà Audrey. Hỏi. Go to your house. No. She said no. I didn't. À, nhưng trai hỏi mình qua nhà bạn được không? Trai chị nói không. Thấy chưa? Ta đâu có cho qua nhà đâu. Tự nhiên đâu qua nhà ta chị á? Không mến này. Ồ, mến mến đập đạn đập nọc ơi. Mình qua nhà bạn được không? Yeah, không. I found something. You found something? No, the duck. Oh. He's gone. À, trời vợ còn mặc tả nữa ta. Bữa mẹ nó mẹ nó nó chơi tập cho nó bỏ tả rồi mà. Yeah, this is short. A little one. Chứ cũng hơi khó tội nghiệp. Đi sáng đi mà sao trong trường mấy cô giáo 3 tuổi rưỡi mấy cô giáo chưa dạy bỏ tả ta. Mẹ nó mà để tập cho mẹ nó là cũng khó lắm, mẹ nó đi làm tới chiều mới về sao tập được. Khó lắm. Trời ơi. Hai ca sĩ của Michigan. Trời ơi sao cái Trì hát hay dữ vậy? Trời ơi, quá dữ luôn. Good job. Very good. Ờ, đúng rồi. Nó đụng ma trời ơi, trời ơi, ông cái nó xin lỗi. Let it go. Hey, keep singing. Let it go. No, not let it go. I mean. Mày đập con quá. Tụi nó hát là giống như là tụi nó của hát kỳ ghê. Tụi nó hát ngân nga chứ đâu còn cái bài hát là bài gì đâu, không biết có bài gì đâu. Bài tự tụi nó tự chế á, giai điệu tự chế. Audrey, don't press any button, Audrey. A whole new world. A 100,000 things to see. Gì vậy? Cái quần này bị ấy hả? À, quần bị xúc hả? Cái gì cơ? Xúc mẹ. Xúc mẹ hả? Ok rồi, mày gắn vô rồi. Xúc rồi, gắn vô rồi. Kệ nó đi.
kệ nó ra, vậy là được rồi, vậy cho thoải mái. Ok. Cái gì con? Cái quần như vậy là A Trì sẽ thấy. Ok ok, để ráng gắn vô nha. Trời ơi, nó nói sợ hở ra A Trì thấy còn được đời nó. Nó nói A Trì will see it. Trời ơi. Trời. Kệ đó cho bạn mượn. Ok. Rồi chết, chuẩn bị quýt lộn đó. Đám này chuẩn bị quýt lộn rồi đó cô chú. I can be in beside of you. Ủa giờ tự nhiên cái là để tôi ngồi tôi có ai ra thay thế giữ ai đứa này giùm tôi để tôi vô nhà tôi nấu ăn, tôi cần được nấu ăn. Mấy giờ rồi đây? Trời ơi 7:30 tối rồi. Để mày gọi cho ba nha chay nha, ba ra với con nha. Trời, nó nói chừng nào mà mình đi Target mình mua đồ chơi á, mình sẽ cho A Trì chơi với mình. Thương không? That is a big poop. Okay, now say bye bye to Audrey because bye-bye. say see you tomorrow. Bye. Yeah, when you come home from school, just stop by the house and call JD, okay? JD, why come in the house again? No, you are about to eat and then go to bed. Yeah. And kisses. Oh, kisses too. A kiss too, JD. Trời ơi, bye bye. Giờ give kiss nữa, kiss nữa. Hai đứa mày làm gì? Trời ơi, chay bye bye mà anh chạy lên nó nói mình có thể ôm bạn được không? Rồi có tình cảm dễ sợ không? Con tôi sao nó tình cảm dữ trời. Rồi can I get a hug, nó nói với A Trì vậy đó, nó nói mình có trời giờ đi qua nên giờ nó nẻo qua nhà bà đi đó tới chơi rồi. Ok mày gõ cửa nha, bà đi đó, mình đi vô bên trong á, mình đi vô bên trong á mình mới kêu bà mới nghe được. Trời ơi bye bye, đã chạy lại bạn ơi, mình có thể hug ôm bạn được hay không? Đây nè, đường đây nè, rồi cái chạy lại ôm mày hung luôn rồi. Ai lấp tiền đi tới, lấp tiền đi đó. Con tôi mà tình cảm dễ sợ thì cái rồi rửa cửa bà đi đâu rồi, đi mày gõ cho đó, phải gõ vậy bà mới nghe. Hồi sáng này bà nói vậy đó, trời ơi làm gì không, cái chân không bỏ dép nhà đi, bỏ dép nhà đi. Ủa ba đâu chạy, ba đâu? Ok yeah, Dolores coming. Well, hi. What you got? Okay.